Rồi, chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã trở lại kênh của mình ha. Hôm nay là ngày 28 tháng 9 năm 2020 ha. Mình tiếp tục chia sẻ với anh em một số máy cắt cỏ nè anh em. Đây, mình vừa vệ sinh xong nè. Đó, tổng cộng là 7 cây. Lô này là lô E nha anh em. E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 nè anh em. Đó. Ha, tổng quan là nó như vậy. Rồi, như thường lệ thì mình sẽ tách nổ trước ha. Một mình cắm xâm lăng luôn cả nhà ơi, vừa cầm máy vừa giật luôn. Rồi giật ha. Nổ. Nổ luôn. Cái này là nó xuống xi nha anh em. Thứ hai là của pin nha. Cái số 3 nha. Cái số 4 nha anh em. Rồi, cái số 6 nha. Rồi, cái số 7 nha anh em. Tổng thể là những người nữa ha. Cây 5 cây màu đỏ, 1 cây màu xanh, 1 cây màu xám. Rồi mình sẽ đi tiếp từng cây nha anh em. Đây nè, nhìn mặt kỹ từng rễ một này. Em này là cái này là cái Mitsubishi nha anh em. Cái số 1 ha. Lô E thì đây là E1. Đây mình. Đây là một sao có máy nè anh em. Đây em ha nè. Công tắc. Sở hữu một chế van bò le đỏ tự động ha. Quên vào tự động luôn, một có một kim nè, mình xăng lớn nè. Mình chỉ cái bồ ha, bồ theo mình nha, máy này là máy tình rời ha. Tay giữ ha, hai tay cầm ha. Rồi là cua cắn cỏ ghi ha, khi có cắn cỏ nhưng mà chừng nào nên là chốt thì mình sẽ lắp. Đây nè, trên này nó ghi sẵn hết á, nó ghi hết rồi. 20cc nha anh em. Máy này cực nhỏ. Nhưng mà không phải là nhỏ mà nó không làm được việc đâu anh em. Hàng Mitsubishi này thì anh em thấy nó tại sao mà nó để chữ HG ha, mắc ghi băng rồi chứ nè. Đây nè. Nó để thì để vậy thôi nhưng mà đây là cái tem của nó nè anh em, ở dưới đít đó nè. Nè. Đây là mã series của nó nè ha. Anh em có thể kiểm tra ha. VL20BFD ha. Số series nè. Đó anh em nhìn kỹ giùm mình ha. Đó.
cái máy dòng TNL này thì nó có đóng mắt hình dây băng ở trong lốc rồi, anh em nhìn thấy ha. À, đây nè. Chỉ có Mitsu cái form này á, thì nó lại TNL, nó lại sở hữu rất là ấn tượng ha, turbo màu đen. Cái form này là rất là thịnh ha, TNL này mình khỏi nói rồi, cực kỳ bền bỉ, cực kỳ nhẹ, cực kỳ tiết kiệm xăng, mạnh mẽ. Tuy 20cc nhưng không phải là nó làm không được việc nha, được rất là nhiều việc. Nó phù hợp cho anh chị em nào mà lớn lớn tuổi chút xíu ha. Rồi nó là tum gời nữa nè, tum nhôm nữa ha, nó dễ thay chế cháo, đổi qua đổi lại ở nhà, nếu có máy đầu máy hư thì đổi qua đổi lại để mình sử dụng cái cành hay gì đó, tùy anh chị em ha. Nó phù hợp cho mình những người lớn tuổi, còn thanh niên thì đừng có xài cái này đó. Nó nhẹ rồi phát nó không đủ sức, nhưng không đủ sức cho anh em mình làm đâu, nó không, tại vì nó công suất nó nhỏ ha. Cái này nó bị cháy ở đây là do ở bên chủ sở hữu, cái chủ bên Nhật á, người ta chạy đi ga nó hơi lớn, dài quá cho nên nó cháy. Mà nó khắc nghiệt như vậy đó, nhưng mà cái máy vẫn còn chạy được tốt, là anh chị em biết là cái TNL này là nó cực kỳ biết cỡ nào, nó có trợ lực anh em. Giới thiệu nó, dây giật nó nè anh. Anh em. Dây giật nó còn gắn nha. Anh em. Mình nhìn kỹ ha. Đó. Nghĩ cái này ra là nhiều anh chị em là chốt liền luôn á, rất là nhiều anh em lớn những tuổi mà gia đình, trong gia đình á làm cỏ ít mà nhưng mà phải làm đó, xung quanh nhà bờ liếp bờ ao rồi dòng cái vườn nhỏ một vài công đất công rẫy, em một ngày mình để giá 1.4 triệu nha anh em. Rồi nhìn tổng thể lại nữa ha, nổ thì nổ hai lần rồi. Rồi anh em ta đã đâu nha. Rồi. Đến cây số 2, E2 nha anh em. Đây, mặt mở nó đây. Đây anh em nhìn ha. Đó, ốc dứt nè. Đây là rubin nha anh em. Máy là máy rubin. Đó, nó có ký hiệu ở trong lốc. Đó, nó đóng số CC rồi với số hiệu ở trong lốc. Anh chị kể cho mình ha, số gì luôn nằm đó. Nó sở hữu van bò luôn nha, sang van bò luôn. Nó 25cc thì nó là 34 ly nha anh em. Tum này thì tum xịn ha, tum gời luôn. Nhôm. Sở hữu tay lái đôi luôn, ga giữ. Mới từng con ốc nha anh em. Đó, đầu cùi, cánh cỏ. Nguyên bản. Đây mặt sau của máy nè. Ốc vít thì còn sáng choang. Cái xe riêng này anh em nhìn này ha, nó có hình trong góc này, nhìn luôn có bo luôn ha, ốc cũng bo luôn, còn sáng trăng nha, sáng tinh luôn á. Cái này á thì mình ha, hai mình để giá 1.4 triệu cho anh em ha. Anh em biết rồi đó, tại cái máy này thì cái nắp nhựa này nó bị ái ha, nó bị bể ra một chút xíu đây này nè. Anh em nào mà không có ngại gì đứt á thì nên lấy cây này, cây này gì nó hơi xấu, cái nắp nhựa nó hơi xấu, nhưng mà anh em nhìn kỹ ha, một xăng van bò ha, một kim tự động, nên mình di dịch ha, một cánh phím này nè, rất là nhạy ha, trâu bò lắm nghe, tại vì bền bỉ rubin, mà rubin này mà tinh rời nữa thì khỏi nói. Nó chạy trâu bò lắm. Nó sử dụng, nó sản xuất cho phân khúc này là để cho lao động, cho những người lao động sử dụng nhiều. Máy móc nó làm cứng cáp này nè. Cổ xăng thì cao ha. Nắp bình xăng. Chặt tinh xin luôn anh ạ. Rồi cái này thì mình để E2 giá 1.4 triệu ha anh em. Mình cũng nói trước nó mới chứ không, nó không phải nó cũ, nhưng nó xấu xấu chỗ cái nắp nhựa này bị ái ha, nó bị vai màu, bị ái nhiệt màu,
nhưng mà nó có một bể đang chuồng chút nữa cho nên nó giá nó hơi rẻ chút. Anh em nào cần sử dụng á thì alo mình, số điện thoại mình để trên màn hình á ha. Rồi cây kế tiếp, cây E3 ha anh em. E3 này thì tương đối đẹp hơn nè anh em. Nhìn kỹ ha, mắt em vô băng là ngoài ha. Cái thương hiệu nó để chữ này chữ khác nhưng mà cái nhãn mát nó để vậy đó, nhưng mà anh em nhìn kỹ nó là Robin nha nè. Ở trong lốc nó có để số mã số luôn ha. Đó. Cây này 34 ly nha anh em. 25cc 34 ly. Nó sở hữu chế quạt khí là Vanbo ha. Một kim tự động. Le thì ở đây. Bình xăng nó thì xăng cổ cao. Cái này giống như truyền thống của Rubin vậy nè. Rubin cái dòng này nó thiết kế cho mình sử dụng nhiều á. Nói chung là cây này để sử dụng nhiều chăm xăng nó dễ đỡ, không có bị tràn bị đổ ra ngoài, dễ chịu, dễ rất là dễ chăm xăng, tiện dụng cho người sử dụng rất là nhiều. Là trong luôn cả cái bô luôn anh em. Bô còn trắng con ha. Bình xăng lớn cũng còn tương đối trắng. Cây này thì nó sở hữu cái tay ga bóp nha nè, phải lấy đôi cán cỏ ghim, đầu cùi ghim. Rồi mình nhìn ở phía sau lưng nó cái ha, đây là máy cái mặt sau nữa nè, tem có số seri, tem giấy số seri đóng trên lốc vậy đó. Anh em nhớ kỹ với mình ha, để chốt nó có khi chốt nó lộn cây nhà anh em cứ để nếu đúng thì hàng thì mình phải nhận, mình cho kiểm tra hàng luôn. Giờ ta ra bóp ha, nó bóp như thế nào á, bây giờ mình dịch lên, rồi cái mình bóp thử ha. Cây này E3 mình để 1,5 triệu ha, giá nó hơi mắc hơn cây 200 ngàn, nhưng mà bù lại thì nó mới hơn, rồi công suất nó cũng như vậy thôi, nhưng mà nó mới hơn, rồi tay ga bóp rồi nữa anh, bóng thì nó có bể đây chút xíu, chày đây chút xíu anh em. Cây E3 đó nha anh. Rồi qua cây E4 ha. Cây E4 ha, nhìn bóng ra cái E4 thì bóng ghim còn anh em, còn sáng, cổ xăng thì cao. Rubin em nói lại, Rubin tum gờ nha nè, sử dụng sở hữu là láp cáp láp dưới đầu bò, đó là chính rãnh chính khía nha, nó 7 khía nha, cực kỳ nha. Đó anh em nhìn thấy cái số trong lốc máy nó có đóng của Nhật đó, thì nó đầy đủ hết anh em. Rồi cái bô anh em nhìn cũng còn trắng, sở hữu bình xăng tự động quanh bồ luôn nha, chế quạt khí thì khỏi chê vào đâu được rồi. Nên mình thấy tem ha, mặt sau này tum là tum gời mà tum nhôm nha, cực kỳ chất lượng ha, châu bò làm việc không sợ bị cháy tum. Số seri thì anh em cứ chụp lại giùm mình đó. Cái nào anh em chốt thì tay lái mình đã lên tay lái đôi nè, gà dữ luôn ha anh. Rồi cây E4 này mình cũng để giá 1,5 triệu luôn ha anh. Rồi bây giờ vậy đi, mình cho nó nổ lại cái nữa đi ha. Rồi cây số 5 anh em ơi, cái năm này thì tương đối nè, nhìn mặt này rất mặt mũi rất là đẹp nè. Đó. Nè anh em sở hữu là số seri trong đó nó đóng nè, thì anh em nhìn kỹ nó cũng có 22,5 ha, kể như là 23cc á, trợ lực nha, cực kỳ trợ lực, bình xăng van bồ ha, một kim tự động, tem giấy còn, bóng ghim còn ha anh em.
bình xăng này thì giống nhau thôi. Rubin này thì nó hôm nay thì mấy cây rubin này gần giống như nhau hết á, tùm gầy ha anh em, bình nhôm ha, chế cháo thì dễ dàng qua lại thì đổ qua đổ lại mấy thuốc rồi đây lái đôi ha, ra giữ trong di động luôn rồi. Cần lá trắng cỏ đồ cùi viên đây. Cây này thì mình chia sẻ với anh em là cây A5 giá 1,5 triệu nha anh em. Sở dĩ nó nhỏ công suất hơn nó 23cc 23cc nhưng mà tại sao lại nó mắc bằng cái máy khác thì nó thứ nhất là nó chịu lực, nó chịu lực nha anh em. Thứ hai là sơn bóng còn ha, gin bóng gin, sở hữu bình xăng van bồ ha, bô nè còn bóng xăng con hới luôn á, bình xăng lớn nè, đáng tin ha. Không ơi, vẫn còn mở từng con ốc anh em coi mặt sau nha, tem số series còn đóng con lóc luôn anh em coi kỹ cho mình ha, không coi từng con ốc luôn ha. Mới từ ốc luôn á. Nhưng mà cây này mình để năm là 1,5 triệu nha anh em. Sao mình nhìn lặng lần nữa ha. Giật thì dễ, nên chỉ cần kéo. Rồi vậy ha. Cây A6. Cây A6 thì nó cũng giống cây A5 như thôi. Mặt mũ nó thì giống. Tên thì cũng giống cũng là Ruby nha anh em. Nó cũng tùm gời luôn. Những con cái nó hơi xấu nha anh em. Mặt ngoài mặt mũi da màu thì nó không có còn đẹp lắm. Nên em coi mặt ra ha, ốc giúp thì nó hơi cũ, cây này thì nó hơi cũ hơn, mình vệ sinh chưa sạch lắm. Nó sở hữu bình xăng van bồ ha, nó cũng van bồ hết, đồ xịn hết á, nói chung viên bản thân bản trăm trăm đồ Nhật hết. Nhưng mà bô thì nó không được sáng lắm nè, bô cũ. Do máy này thực chất nó cũng cũ hơn, nó cũng còn khoảng 70% thôi anh em. Nó không có xăng van bồ ha, ngọt kim ha, tự động tay lấy đôi ha. Rồi, cắt cỏ đồ cùi nguyên ghi hết đó ha. Rồi, giờ mình dịch về thử ha. Cái giá cái này đây, đây. E6 giá 1 triệu đồng nghe, bao ship nghe, đủ đồ cho anh em luôn nghe. Cái này nó hình thức nó thì nó hơi xấu, anh em là không quay coi trọng hình thức á, thì nên lấy cái này về sử dụng. Nó trâu bò lắm, làm đồ đạc, nó làm liền lạc mà nó chắc lắm, tùm nhôm, không sợ cháy ha. Con cái áo dưới bồ, nói chung là bên Nhật cây này đã sử dụng hơi nhiều hơn rồi, mấy cây khác à. Nhiều như vậy. Nói chung là nó cũ, nó còn khoảng 60% thôi, chứ nó không có được hình sò lắm đẹp, tại mình làm vệ sinh chưa sạch nữa đó. Nhưng mà anh em mình cho là cây này mình vẫn sử dụng được nha, tốt nha. Anh em nào có vườn được ít á, thì sẽ sử dụng được, mà sử dụng cường độ nó cao quá, nhiều quá tắt hoài á, thì hoặc là lâu lâu làm cũng được, nó không sao, tại vì cây này là cây ổn định đó. Rubin này nó sử dụng ra cái dòng này, cái phân khúc này là tum là nhôm hết ha anh em, tum nhôm lắp tum gời hết ha. Mấy cây này nè, cây này cũng vậy, nó rất là cho bò ha. Rồi mình nói lại nhắc lại ha, mình sẽ bao ship cho anh em hết ha. Rồi cây này cũng vậy thôi, cũng không ngoài lời, nó vẫn có 1 triệu, vẫn bị bao ship đàng hoàng, đủ đồ, full đồ đàng hoàng ha. Rồi cái cây này mình là một cây mình muốn nói đây, cây E7 nha anh em. Nhìn mới vô nhìn á thì nhìn mặt nè anh em, khi vô rít. Nhưng mà những anh em nào thường xài á, nó sử dụng quen có dòng đó. Sử dụng có thấy là lạ tại sao khi rít mà có phom này. Thực ra đó nó thừa hưởng của rất là nhiều công nghệ nằm trong này nha anh em. Đó. Nè anh em nhìn cái phom ha. Cái phom này nhìn nó là Shidaiwa ha.
con này nè, của Silawa. Nhưng tại sao lại đóng kiểu Fioric? Nó cần láp tay đồ, thì nó lại cái cắn cỏ rồi tay lái rồi thì nó lại tạo giống như thằng Echo. Tại sở hữu nó như vậy này là, anh em, cái cây này là nó sở hữu, nó mới có đời sau này, từ ngày mà ba hãng Kirik với là Silawa nó nhập lại chung với nhau á đó. Rồi cây này mới thừa hưởng những cái công nghệ vượt trội của ba cái hãng đó, nó nhập lại với nhau đó, rồi nó sẽ làm ra cây này đó. Anh em nhìn ha, cái form là của Silawa nha, anh em nhìn mấy mới chát ở đây là que nha, ốc giúp đây anh em nhìn mới hình cho bằng mặt quả ha. Ha, số series là đàng hoàng ha, anh em nhìn kỹ cho mình ha. Bình xăng này được hai kim nha anh em, nó chạy cực kỳ bốc, tiết kiệm xăng, nhảy nổ. Thằng Silawa này là form này là chạy cực kỳ nhảy nổ nha. Trong mình biết đó, trong tất cả các dòng máy, thằng Silawa này là cực kỳ nhảy nổ ha. Bình xăng, nắp bình xăng là nắp bình xăng kính nha anh em. Đó, anh em nhìn thấy cái nắp bình xăng kính cực kỳ đẹp ha, còn mới toan luôn ha. Bình xăng này, bình xăng van bồ hai kim thì khỏi chê vào đâu được nữa, mình khỏi nói ha. Nhảy nổ cực kỳ, tiết kiệm xăng. Đây nè, cái chỗ này là chỗ chống chạm, cái tràn nằm ở đây. Nó thừa hưởng cái form của Silawa. Đây, tại sao mà mình muốn nói nó bugi đứng Silawa nghe anh em. Form này cực kỳ. Nó bugi đứng nè. Đây một chút nè, nắng quá. Nè, anh em nhìn cái bô này. Bô này cực kỳ, nó lại đã nổ cực kỳ nghe đã. Nhưng nó hai tay lái đàng hoàng ha. Đồ zin nguyên bản hết. Nè. Anh em coi mặt sau giùm mình ha. Đó. Nó chỉ có 24cc nha anh em. Đó. Nó có cái chống đỡ chống chày cho bình xăng lớn nè anh em. Đó, nó làm bằng inox ha. Nhưng mà có cái máy này nó tiếc một chỗ ha anh em. Là nó để ngoài nắng quá nhiều. Nhựa này nó không còn bóng zin nữa nè. Cái máy tuy nó còn mới, cực mới, nhưng mà cái nhựa nó bị ái đi. Anh em nào mà đã có xài rồi Silawa form này, bugi đứng này ha, rồi Echo Fioric rồi, thì cái này nó thừa hưởng cả ba bậc thầy của công nghệ, nó nằm trọn lọt nằm trong cái máy này, là nó phối hợp giữa ba cái nhà, ba hãng lớn, ba cái nhà cung cấp giải pháp về máy cắt cỏ này đứng hàng nhất nhì bên Nhật Bản, là nó lại được thừa hưởng hết là cây này nè anh em. Đó. Nên không phải mình nói nhiều, nhưng thực sự nó có cái rất là lạ, Kyuric, nhưng mà là cái form này. Đó, Kyuric ít khi nào cũng có cái form này, mà Silawa nó cũng ít có cái màu này. Đó, cái màu nhựa này. Nó chỉ có màu đỏ quýt á. Đó, thì nó rất là nhiều ha. Bình xăng thì nó lại thằng Kyuric thì nó hay, thằng Echo hay có bình xăng cái nút dưới bơm ở lớn ở phía trước này, nhưng mà thằng này thì nó khác, nó sử dụng bình xăng van bồ hai kim. Cái chế quả khí này của thằng Silawa, bình xăng bugi đứng sững, nó cực kỳ nhạy nổ và bốc. Thôi bây giờ gì đi, nói thì không bằng, mình chỉ cần giật nổ là anh em biết liền không. Nó chắc dữ lắm, hồi nó căng bon bực. Cho nên là máy này thì chắc cực chắc. Anh em nào mà có sử dụng Echo Kirik rồi hoặc là Silawa rồi thì bây giờ nên gặp cây này, thì nên sử dụng cây này, theo mình là như vậy. Giá thì nó không cao lắm anh em, tại vì nói thật cái máy còn mới chát nha anh em. Anh em nhìn trong lóc, nó có số đàng hoàng, nó nằm trong cái series, nằm trong lóc. Anh em nhìn thấy kỹ thì thấy sẽ thấy đó, có số nó đóng ở trong lóc đàng hoàng ha. Nhìn giờ băng thì nó dán ở đây rồi, mình khỏi lo gì hết này. Này, nhưng mà cái bô đẹp tuyệt vời ha, nổ tiếng nghe như xì bo vậy đó.
vì nó hai thầy một cực kỳ trong đỉnh, trong cái đỉnh là nằm đây. Anh em nào mà có xài ứng dụng rồi đó là nên nó 24cc nhưng nó chạy cỡ 26cc là chuyện bình thường, mấy hãng khác là không có xin gì nó nha anh em. 26cc chạy không lợi rồi cho bằng cái cây 24cc này nha anh em. Nó nhạy nổ lắm nè anh em, nhìn nè, nó dở tay lên là nổ, dở tay lên là nổ, nó nổ rồi bực 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 bon bon bon. Rồi bây giờ mình nhìn kỹ lại lần nữa ha. Đây xăng trắng phiếu ha, nhưng có cái tiếc là mình nói trước cái nhựa này nó hơi bị ái nè, nó không còn bóng zin nữa, tại vì để ngoài nắng mưa quá lâu ở bên Nhật đó, ngoài bãi đó. Nhưng mà máy vẫn còn ngon nè. Anh em nào mà muốn xài mà sử dụng cho mình á, ngon. Cây này thì mình để với giá 1.7 nha anh em, E7 giá 1.7 luôn anh em. Rồi nhìn tổng thể hết tất cả mấy cây lần lần nữa ha, từ 7 cây ha, 1 2 3 4 5 6 7, đó từ 1 2 3 4 5 6 7 tất cả ha. Rồi xin mình xin tạm dừng video tại đây ha. Rồi mình không quên chúc tất cả cả nhà anh em được nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video đến giờ này, đã hết video rồi. Mình xin chúc anh em trẻ khỏe, đặc biệt là phải đẹp. Rồi xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.